Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 token Bokashan gấu 2 các bạn. Thì trước kia mình đã hướng dẫn các bạn gấu 1, giờ các bạn tham gia gấu 2 luôn nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình mở đường phong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn xin chào nhóm group này các bạn. Phan để mình đăng nhập vào các bạn. Tiếp tục thì feed name thì các bạn hỏi về tên của mình nha các bạn. Quỳnh Văn Anh đi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB cho Matchenbet 20 các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ với chocolate của tất cả các bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB cho Matchen mình nè các bạn. Các bạn sao chép nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lần nè các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm sell các bạn. Rồi tiếp tục các bạn login với Google, Twitter, Facebook này nọ đâu các bạn. Mình login với Google, Twitter các bạn. Rồi bấm sell luôn. Ok, tiếp tục quan vô vào nhóm Telegram group nữa các bạn. Rồi, vì có một mình đã join rồi nên mình đã bắt up lần các bạn. Các bạn bấm continue. Rồi nha các bạn, tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nữa các bạn. Mình đã join rồi, mình đã nhận được 60 tập càng các bạn. Tiếp tục thì các bạn reward cái cộng bot reward dán đó các bạn. Đây mình đã reward rồi. Ok, sorry. Rồi các bạn vào các bạn like và tweet các bạn. Sorry các bạn tweet lỡ với hashtag này các bạn. Bokashan này đó các bạn. Vì mình đã tweet lộn rồi các bạn. Các bạn chắc chắn với tweet rồi nè các bạn. Các bạn dán hashtag ra vào nghe các bạn. Hồi nãy không có hashtag nữa. Rồi bạn gõ @ Bokashan nha các bạn. Bokashan. Đây các bạn. Bộ là cái chan rồi bạn tweet lên các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mới đắp lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nữa. Rồi nha các bạn. Các bạn đi retweet đi comment nghe mới được các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn theo dõi Twitter nữa nè. Rồi mình đã theo dõi rồi, tiếp tục thì các bạn gì việc lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốt cần nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 100 tốt cần có hiệu là podcast channel đây cũng kết thúc rồi các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.